Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Bản tin mưa lũ Trung Quốc mới nhất ngày 29 tháng 6 năm 2023. Thưa quý vị, Trịnh Châu gióng cảnh báo về tàu điện ngầm trong lũ lụt. Nước rút như thác xuống hầm tàu điện ngầm Trịnh Châu là hình ảnh cảnh tỉnh nhiều nước về nguy cơ mới từ lũ lụt và biến đổi khí hậu. Hình ảnh nước rút trút xuống hệ thống tàu điện ngầm đã xuất hiện ít nhất 3 lần trong tháng 7. Trước trận lũ nghìn năm có một ở tỉnh Hà Nam của Trung Quốc, nhà ga tàu điện ngầm ở thủ đô London của Anh ngày 13 tháng 7 cũng chịu cảnh ngập lụt. Gần một tuần trước đó, cơn bão nhiệt đới Elsa ập vào New York, khiến hành khách đi tàu ở khu trung tâm phải lội bì bõm giữa nước lụt. Khắp thế giới, các hệ thống tàu điện ngầm đang phải đứng trước bài toán thích ứng với kỷ nguyên biến đổi khí hậu, trong khi nguồn tài nguyên chính trong mô hình giao thông này đang trong tình cảnh eo hẹp. Nhu cầu đi lại giữa đại dịch COVID-19 giảm mạnh khiến khả năng tài chính phục vụ nâng cấp các tuyến tàu điện ngầm thêm phức tạp. Thật sự đáng sợ, làm sao chúng ta có thể chuẩn bị ứng phó với một cơn bão vốn được dự báo xảy ra trong 100 năm tới, nhưng thực chất có thể ập đến nay mai. Sarah Kaufman, Phó Giám đốc Trung tâm Giao thông Rudin thuộc Đại học New York chia sẻ, theo giới chuyên gia, những hệ thống tàu điện ngầm như tại London hay New York vốn được thiết kế từ thế kỷ trước và khó có thể thích ứng kịp thời với tình hình biến đổi khí hậu hiện nay. Một vài hệ thống trên thế giới, điển hình là ở Tokyo, mới được gia cố trong những năm gần đây để chống lũ. Trận đại hồng thủy ở Trung Quốc tuần trước cho thấy ngay cả một hệ thống tàu điện ngầm mới được xây dựng và đưa vào sử dụng chưa đầy 10 năm cũng có nguy cơ rơi vào khủng hoảng vì biến đổi khí hậu. Theo Robert Puttes, lãnh đạo Trung tâm Giao thông ENO, đơn vị nghiên cứu và tư vấn cải thiện chính sách giao thông Mỹ, việc cải tạo hệ thống tàu điện ngầm để nâng cao khả năng ứng phó lũ lụt đòi hỏi khối lượng công việc và nguồn tài chính khổng lồ. Tuy nhiên, ông cho rằng các thành phố cần chấp nhận mở hầu bao cho các dự án nâng cấp vào thời điểm này còn hơn là không hành động. Nếu không làm gì, chúng ta sẽ còn phải trả giá đắt hơn nữa, Puttes cảnh báo. Giao thông công cộng đóng vai trò rất lớn trong cuộc chiến với biến đổi khí hậu. Những mô hình như tàu điện ngầm giúp người dân thành thị hạn chế phương tiện cá nhân, qua đó cắt giảm khí thải nhà kính gây nóng lên toàn cầu. Tàu điện ngầm và đường sắt đô thị là một phần giải pháp khí hậu cho thế giới. Adi Turner, nghiên cứu viên cấp cao chương trình chính sách đô thị thuộc Viện Brookings nhấn mạnh. Tuy nhiên, nếu người dân thành thị liên tục lo ngại về mức độ an toàn của hệ thống tàu điện ngầm mỗi khi lũ lụt, họ sẽ nhanh chóng quay lại sử dụng phương tiện cá nhân, kéo theo ô nhiễm không khí và lượng khí thải nhà kính gia tăng. Nóng lên toàn cầu khiến những hiện tượng thời tiết cực đoan diễn ra ngày một thường xuyên. Chỉ vài ngày trước đợt mưa lũ nghìn năm có một ở Trịnh Châu, lũ quét lịch sử cũng xảy ra ở nhiều nước Tây Âu, khiến hàng trăm người thiệt mạng. Cùng lúc đó, nắng nóng kỷ lục hoành hành ở Scandinavia, Siberia và Tây Bắc Thái Bình Dương. Cháy rừng bùng phát khắp miền Tây nước Mỹ và Canada, đe dọa nghiêm trọng tới tính mạng, sức khỏe của người dân ở hàng loạt thành phố Bắc Mỹ. Biến đổi khí hậu trở thành một thực tế mà các nhà hoạch định đô thị phải đối mặt một cách nghiêm túc. Từ khi bão Sandy quét qua New York năm 2012, cơ quan quản lý giao thông thành phố đến nay đã đầu tư khoảng 2,6 tỷ đô la Mỹ nâng cấp chống ngập cho toàn hệ thống tàu điện ngầm. Trong những ngày khô ráo bình thường, hệ thống chống ngập này vẫn bơm thoát khoảng 14 triệu mét khối. Đợt ngập đầu tháng 7 cho thấy khoản đầu tư thời gian qua vẫn chưa đủ. Cải thiện hạ tầng đang dần xuống cấp trong giới hạn nguồn lực thành phố, thích ứng với nền kinh tế đang hồi phục sau đại dịch là cả một thách thức lớn. Kỹ sư Vincent Lee chia sẻ, ông là giám đốc kỹ thuật cấp thoát nước cho Arup, công ty tham gia nâng cấp 8 nhà ga và một số hạ tầng khác cho New York sau bão Sandy. Sự kiện ở Trịnh Châu cho thấy những dự án mới nhất vẫn có nguy cơ thất thủ vì biến đổi khí hậu. Tỉnh Hà Nam ghi nhận ít nhất 58 người tử vong trong đợt lũ lụt, trong đó có 12 người chết đuối vì kẹt trong toa tàu điện ngầm giữa dòng nước lũ. Lượng mưa đổ xuống tỉnh Hà Nam trong 3 ngày lũ bằng cả năm cộng lại, riêng khu vực Trịnh Châu là 617mm, mức cao nhất trong 60 năm qua. Hơn 5 triệu người bị ảnh hưởng, với hơn 3.000 nhà bị nhấn chìm hoặc phá hủy và 5.500 công trình thiệt hại nghiêm trọng. Thành phố Osaka, Nhật Bản đang áp dụng hệ thống mới để ứng phó lũ lụt cho mạng lưới tàu điện ngầm.
họ sử dụng camera để giám sát tình hình mưa lũ trên mặt đất. Một khi nước trên mặt đất ngập quá giới hạn báo động, những lối ra vào quan trọng của hệ thống tàu điện ngầm sẽ được khóa chặt trong chưa đầy một phút và khách hàng lập tức được di tản qua lối thoát khẩn cấp. Nhà ga Shibuya của Tokyo năm ngoái cũng nâng cấp hệ thống thoát nước. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Tatsuke Ishigaki tại Đại học Kansai, những phòng tuyến này vẫn không đủ trong kịch bản thời tiết cực đoan và nước sông tràn bờ vào các thành phố Nhật Bản. Một số chuyên gia cho rằng thực tế mới sẽ buộc các chính phủ các nước phải đa dạng hóa các phương tiện công cộng, sống chung với kịch bản các tuyến tàu điện ngầm thường xuyên ngập lụt. Tăng cường đầu tư cho những hành lang giao thông dành riêng cho xe đạp nội đô có thể trở thành chìa khóa cho giải pháp giao thông tương lai. Chính quyền các thành phố cũng có thể đầu tư trở lại cho hệ thống xe buýt và đường sắt đô thị nhẹ, ít tốn kém hơn và giảm rủi ro từ lũ lụt. Theo Bernardo Sepulveda, nhà nghiên cứu về phát triển giao thông Mexico, chúng ta vẫn chịu sức ì từ thế kỷ trước và dành quá nhiều không gian trên mặt đất cho ô tô. Thực tế là một làn đường dành cho xe buýt có khả năng chuyên chở nhiều người hơn hẳn 3 làn xe ô tô, ông nhận định. Hai đập ngăn hồ chứa nước ở Nội Mông bị vỡ sau đợt mưa lớn cuối tuần trước, khiến 16.000 người bị ảnh hưởng. Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc hôm 19 tháng 7 thông báo hai đập hồ chứa Yongyan và Xingfa tại thành phố Hồ Luân Bố Nhĩ, khu tự trị Nội Mông vỡ chiều ngày 18 tháng 7 bởi mực nước sông Nomin liên tục dâng cao do mưa lớn. Hai con đập chắn hai hồ chứa với tổng dung tích nước là 46 triệu mét khối. Video đăng trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy nước lũ cuốn trôi một con đập làm ngập cánh đồng lân cận. Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho hay lượng mưa trút xuống Hồ Luân Bố Nhĩ vào cuối tuần trung bình là 87mm, nhiều nhất là 223mm tại trạm quan trắc Morindawa. Chính quyền Hồ Luân Bố Nhĩ thông báo nước lũ đã khiến 16.660 người bị ảnh hưởng, 21.700 ha đất nông nghiệp bị nhấn chìm, 22 cây cầu, 124 cống và 15,6 km đường cao tốc bị phá hủy. Người dân vùng hạ lưu hai con đập đã được sơ tán từ trước nên không có thương vong. Đỉnh lũ đã qua và chính quyền đang kiểm kê thiệt hại. Thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng tới một số nơi trên thế giới trong những tuần gần đây như lũ lụt ở châu Âu, nắng nóng kỷ lục ở Bắc Mỹ làm tăng lo ngại về biến đổi khí hậu. Thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc cuối tuần qua cũng hứng chịu đợt lũ nghìn năm có một, khiến hàng chục người chết, nhiều tuyến phố và hệ thống tàu điện ngầm bị nước lũ nhấn chìm. Trung Quốc, hơn 98.000 hồ chứa được sử dụng để điều tiết lũ, sản xuất điện và vận tải đường sông. Chính quyền thừa nhận 80% số hồ chứa này đã cũ, có tuổi đời trên 40 năm, một số tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trung Quốc nâng cảnh báo lũ lụt lên gần mức cao nhất. Những cơn mưa như trút nước tiếp tục bao trùm nhiều địa phương, trong đó nghiêm trọng nhất ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, buộc nước này nâng mức cảnh báo ứng phó với lũ lụt lên mức 2, mức cao thứ 2 trong thang đo 4 mức của hệ thống cảnh báo mưa lũ của Trung Quốc. Theo Bộ Xử lý các vấn đề khẩn cấp Trung Quốc MEM, mưa lớn đặc biệt nghiêm trọng tại thành phố Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, với lượng mưa đã vượt mức cao nhất theo dữ liệu ghi chép từ trước tới nay. Mưa bão đã khiến mực nước tại hồ chứa nước dâng lên nhanh chóng, buộc nhà chức trách phải yêu cầu các khu vực dân cư tại hạ nguồn sơ tán khẩn cấp. Cơ quan khí tượng Trung Quốc cho biết, lượng mưa trung bình tại Trịnh Châu là 458,2mm, với nhiều khu vực có tổng lượng mưa vượt mức trung bình hàng năm của thành phố. Trước diễn biến khó lường của thời tiết, MEM đã triển khai một đơn vị công tác tới khu vực chịu ảnh hưởng của tỉnh Hà Nam để hỗ trợ chính quyền địa phương cứu trợ người dân gặp nạn. Một nhóm lực lượng cứu hộ gồm 1.800 nhân viên cứu hỏa mang theo các thiết bị cứu nạn huy động từ 7 tỉnh lân cận đã được điều động tới vùng lũ. Bộ Giao thông Trung Quốc cho biết mưa lũ gây ngập lụt trên diện rộng, khiến hoạt động giao thông bị gián đoạn trên 30 đoạn đường trên các tuyến đường cao tốc và quốc lộ thuộc địa phận tỉnh Hà Nam. Giao thông đường sắt và hàng không cũng bị ảnh hưởng, nhiều chuyến bay dự kiến hạ cánh tại Trịnh Châu cũng buộc phải hủy. Hiện Trung Quốc bắt đầu khôi phục hoạt động đường sắt tại tỉnh Hà Nam, đồng thời tăng chuyến để sơ tán người dân tránh lũ. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, giới chức đường sắt chỉ thị các tàu chạy ở vận tốc vừa phải. Đến nay, mưa lũ ở tỉnh Hà Nam đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 25 người. Mưa lũ làm 12 người chết, nguy cơ vỡ đập ở Trung Quốc. Mưa lớn ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc khiến 12 người chết và hơn 100.000 người sơ tán, cùng nguy cơ một đập nước bị vỡ bất cứ lúc nào. Cơ quan khí tượng tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc và thành phố Trịnh Châu hôm nay nâng mức độ ứng phó khẩn cấp với thảm họa lên cấp 1. Quyết định được đưa ra sau khi các trận mưa lũ khiến 12 người thiệt mạng ở Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, đồng thời buộc giới chức sơ tán hơn 100.000 người đến nơi an toàn. Tỉnh Hà Nam đã hứng chịu những trận mưa lớn do bão từ cuối tuần trước, khiến nhiều đoạn bờ sông bị sạt lở và gây ngập lụt ở hàng chục thành phố, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người.
chính quyền Lạc Dương thông báo mưa lũ đã tạo ra vết thủng rộng 20 mét tại một con đập gần thành phố, cảnh báo nó có thể vỡ bất cứ lúc nào. Cơ quan kiểm soát lũ lụt Lạc Dương cho biết một hồ chứa nước lớn cũng có nguy cơ bị vỡ đập, buộc giới chức phát lệnh sơ tán. Một đơn vị quân đội Trung Quốc đã được triển khai đến khu vực để đối phó với lũ lụt và giải cứu người dân gặp nạn. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!